À, xin chào các bạn, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, theo cổ truyền của Việt Nam cũng như là của châu Á, là các bà mẹ sẽ sớm là bôi vôi vào rốn, vào trán cho các cháu. Để với cái mục đích của ngày để giết sâu họ, tục truyền hôm nay là gọi là Tết Đoan Ngọ. Theo như tục truyền của Trung Quốc, đồng thời của châu Á là bôi vôi vào rốn, bôi vôi vào trán và lại ăn chè đỗ đen. Thế ngày mùng 5 tháng 5 là các bà mẹ là nhanh chóng đi lấy cây thuốc để chữa bệnh canh đâm, thí dụ như ích mẫu, lá tre và lá đốt và tất cả gặp cây lá gì cũng đấy vào ngày mùng 5. Cây lá mùng 5 là cực kỳ tốt, cho nên là mọi người nên chú ý nhất là bôi vôi vào rốn vào trán cho các cháu để giết sâu bọ, ăn chè đỗ đen, rượu lép. Rồi là cửa thứ, hôm nay là ngày mùng 5, bên Trung Quốc là gọi là Tết Đoan Ngọ, ăn to lắm, Tết to hơn cả Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Cho nên là bà con chú ý để việc thứ hai là cố gắng đi lấy cây thuốc mùng 5 mùng 5. Tôi là lương y thầy thuốc, cho nên tôi khuyến cáo mọi người thuốc mùng 5 tháng 5 tốt lắm. Cho nên là mọi người nên chú ý mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ nhá.